Rồi, chào mừng anh em ha, chào mừng anh em trở lại kênh của mình ha. Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2021 anh em. Mình có thêm hai cái máy này anh em. Kirit nha. Hàng hệ đó. Hai cái này thì anh em biết rồi, đó. Nó đường đám này. 81cc, 52cc ha. Cây nào cũng hàng xịn sò hết. Nói chung là máy cũng còn mới, còn trắng, còn đẹp. Tương đối đẹp ha. Rồi, đầu tiên thì vô video thì mình xin chúc anh em ha. Luôn luôn mạnh khỏe ha, trẻ và đẹp, quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó. Rồi sau đó thì có nhiều sức khỏe để vượt qua cái thời điểm Covid này, nó diễn biến cũng khá phức tạp anh em. Bây giờ mình phải cố gắng thôi, mọi người cố gắng chút ha anh em. Rồi bây giờ vô thì mình cũng vô cách máy trước, rồi sau đó là vô chi tiết, rồi kết thúc video ha. Rồi mình cứ làm trước vậy đi. Mình tiện thì bơm test nổ thì anh em cũng biết rồi ha, bơm xăng lên xăng rồi, lên xăng quá này rồi đóng lề lại ha, lên những nước ra lên chút rồi giật nổ mở lại ra. Cái này ha, cũng trình tự như thế, bơm xăng đó đã ha. Nghe bơm xăng rồi nhấc ra lên chút, giật nổ mở lên ra, đóng lên lại ha, lên là đóng ha, xuống là mở ha, đóng lên cho nó nổ cái đi rồi bắt đầu mở xuống nó chạy bình thường ha. Nó đầu tiên phải đóng lên ha, nổ xong thì mình mở lên ra. Mình vô chi tiết ha, nhìn tổng thể cái đi, mình sẽ giới thiệu sơn cả ha. Cái này cái tên của nó thì DMD 6101 ha, còn DMDC 521 ha. Nói chung là cái hàng nào mà có số 1 cũng biết sao ha, anh em để ý thì mình ha. Nó số 1 có sao thì nó là gần như là người ta gọi là hàng hệ ha, hàng đỉnh đỉnh hơn chút xíu. Nói chung là cái hàng này thì hàng đỉnh rồi, mình không nói hàng hệ mình nói ha. Thứ nhất thì nhìn tổng thể đi, anh em nhìn thấy là cái hàng đến từ thương hiệu này thì anh em biết rồi ha. Bình xăng dưới đó, thấy không anh, nội đầu tiên là cái đó đã đập vô mắt mình trước đi ha. Bình xăng dưới đời cao ha. Ha, có một đời cao hơn đời này nữa, nhưng mà để video sau đi, cái video sau mình sẽ giới thiệu với anh em mấy cái lớn như cũng mà nó đời cao hơn đời này nữa, nhưng mà đời này cũng đã xài cũng đã rồi, không gì đời cao ha. Đời cao thì nó mắc tiền hơn chút thôi, nhưng mà cái này thì xài cũng là đỉnh lắm rồi nha. Rồi này mà bây giờ gì đi vô chi tiết ha, thì mình sẽ cái em cái tên của nó rồi giá ha. Hôm nay thì ngày 16 tháng 6 ha, cây 61cc này mình để 4,5 ha, nó nặng 11kg ha. Cây này 16 tháng 6 luôn, nhưng 52cc này nè mình cũng để 4,5 luôn, nó nặng 11kg. Tại sao như vậy, nó ngang giá là gì nè anh em, nó cũng có cái cao cái thấp, cũng có cái lợi cái hại ha. Nói chung đến từ thương hiệu này, máy này nó nghĩa địa về á, mà nó còn sàn cỡ này không á thì nó cũng cỡ giá này không á. Người ta khi nó đẹp á, đẹp hơn nữa nó mới nó ảnh hưởng tới cái giá ha. Còn cái sàn chàng này với nhau thì ngang ngửa nhau thì giá nó cũng bình như nhau rồi ha. Bình xăng này thì anh em biết là đình đám mà ha, đến từ thương hiệu Kirit này thì càng khỏi nói gì đâu ha. Nó tại sao mà nó 4,5 cây này là bình vuông anh em, bình vuông nha, không phải bình chữ bí nha, nói trước. Nhưng mà bình này bình 26 lít rồi nha. Cây 52 đó là bình có 23 lít à. Nó nhỏ hơn chút xíu mà anh em nhìn thấy cũng biết rồi phải không? Nhưng mà anh em hai cái cây này mình nói trước ha, anh em muốn lên bình 30 lít mình vẫn lên cho anh em bình thường ha. Chốt cây nào cũng được, cây này cũng được đó. Mà anh em nói thằng ơi lên cho mình cái thùng 30 đó thì mình lên ha, mình không tính tiền thêm gì hết. Tại cái thùng ghim này với thùng ghim đó nó cũng là ghim hết, cho nên là nó vẫn còn ngon ha. Có nhiều anh em ta thấy bình 30 người ta ngán, nói chung là nó cao hơn, bự hơn, dùm dàng hơn thì tất nhiên rồi
anh em lớn tuổi thì cũng khó mà chơi nổi cái bình lớn. Nói chung là nó như vậy, giá cả thì mình anh em cần thì mình hỗ trợ anh em thôi, chứ giá cả thì mình cũng vẫn giá này, nhưng mà muốn đổi bình thì mình vẫn đổi cho anh em được bình thường ha. Mình không có nâng giá gì hết, bình mới, nhưng mà có cái là mình hỗ trợ anh em vậy thôi ha, chơi với anh em hết lòng luôn ha. Giá thì bây giờ cũng 4 triệu một cây ha, hai cây này cây nào cũng được chứ. Rồi nó nặng cái 11 kg ha anh em, tay này tay nhựa ha. Nè, anh em nhìn thấy nó mới rồi. Cái này thì cái cọng dây này nó có đứt đây cái chút xíu nè, nó cái dây hoài quả này nó đứt đây chút xíu ha, còn thì mới, còn lại thì mới cá ha. Đó, còn cái niệm này thì nó có lủng đây một lỗ đó, anh em nhìn phải để gì mình nghe đây, nó nói sao thành ra mày lủng mày không nói cho anh mình biết chứ. Còn cái màu thì anh em biết rồi, nó là không có bể nhựa áo gió rồi thì còn riêng như bản hết nha, không có bể nứt gì hết ha, còn nguyên nha, riêng nha. Cây này bản chất của nó nguyên bản của nó có đề nha anh em, nhưng mà đề này mình tháo rồi nha, cái motor đề này nó bị hư rồi mình tháo rồi nha, còn chức năng là giật thôi nha, giật nổ thôi nha. Cho nên anh em đừng thấy về nó có đề sao mà không có nói trước, tại cái đề này, cái motor đề này hư nha, mình mới bỏ ra luôn rồi ha, mình chỉ có còn lại chức năng là giật nổ thôi nha. Mình nói trước là đây nó lớn nhưng mà nó vẫn bằng giá kia, là nó có cái chỗ đó đó anh em, nó cái chỗ này thì nó cũng có qua có lợi thôi ha. Anh em nào cần thì lấy cây công suất lớn, không thì lấy công suất vừa nó để xài gia đình, còn cây này thì lại đi làm mướn được ha, làm thuê cũng được nữa nè. Tất cả là máy móc nè anh em nhìn thấy ha, còn sáng cho nữa ha, đang bận cái này gòn không gòn, còn bơm xăng ở đây ha, dưới bơm mình bơm hết thôi, miễn sao mình thấy xăng nó chảy qua đây được là được rồi ha, là giật nó nổ, đóng le lại ha, nó nổ. Có nhiều anh em cứ thấy bơm xăng qua rồi mà không để ý, cứ bơm hoài bơm chờ cho nó cứng thì nó không cứng được đâu anh em, tại nó bơm nó xăng nó qua thôi, mình nhìn thấy nó chảy qua cái ống này là được rồi ha. Bơm hơi nặng tay là thấy nó nặng là được rồi, đóng le lại giật lên ra chút giật nha, là đúng là nó thao tác nó nổ à, nó nhạy lắm. Đầu kia cái này tiếng nổ của nó là anh em biết rồi ha. Rồi có cái lưng á ha, cái lưng này nó bị nước này lủng đen lỗ nha, nói trước cái mình cũng niệm lưng á ha, anh em không thích thì cắt bỏ ăn khúc cho nó thụt xuống dưới này ha, ha. Còn không thì cứ để lên hoặc là lấy keo dán lại để sử dụng, nó mềm lưng, cái niệm này cái miếng mút này thì nó không có hư ha. Như quả nè, rồi tem bọng thì đầy đủ ha. Rồi cái này mình nói lại nữa nha, tên nè đó, 16 tháng 6, nó 61 cái xe này thì 40 bữa nha, nặng 11 kg đó. Ống phụ kiện đó thì mình gửi cho anh em đầy đủ hết, full đồ để cho anh em sử dụng nha, chứ không phải là tại đây quay gần gũi mình quay video á, cho nên là nó rườm rà quá mình không có đem, mình không gắn cho anh em thôi, nhưng mà mình sẽ gửi anh em khi anh em chốt mình sẽ gửi full đồ hết ha cho anh em sử dụng. Rồi qua cây kế tiếp, cây này thì nó cũng giống cây đó thôi, sau khi mình tách nổ thì cái tiếng nổ thì hai cái máy tương đối như nhau, nhưng cái màu sắc này nó tươi hơn chút xíu ha nè, thùng nó nhỏ hơn. Anh em muốn đổi thùng lớn hơn, thùng 26 hoặc là thùng 30 gì đó, alo mình nói mình ha. Cái thùng này là 23 lít là vừa, cũng vừa xài, mà nếu mà anh em nào cần lấy lớn hơn thì cứ alo mình sẽ đổi thùng 26 hoặc là thùng 30 ha, tùy ha, mình thích thùng nào mình đổi xuống thùng đó tại mình nhiều. Rồi mình nói trước nè, cái này thì nó đẹp ha, nó tươi tắn gì đó, nhưng mà nó có cái này nè, nó có hơi nó bay cái màu, nó ở để gần cái máy gì đó nè, nó bay cái gì vô nó dính mà mình chùi chưa sạch nữa nè, nó có đem nó có hơi sậm nên anh em nhìn kỹ mới thấy ha. Thì mình cũng có gì mình nói trước, cái này nó cũng hơi sỉ à, hơi chóc chút xíu, không có, vẫn còn nguyên hết ha, riêng nguyên bản hết nghe nè. Rồi cái nệm lưng, dây đeo cũng còn riêng hết ha. Dây đeo thì nó cũng, dây này thì chắc rồi, có kia gì đâu ha, cực kỳ chắc, nó cũng làm chắc rồi. Có hơi nứt đây nè, có hơi dấu nứt. Hai cây này, cây nào nệm lưng cũng hơi xấu á, cũng bù lại máy ha nè, sạch sẽ đẹp ha, mới từ ốc luôn ha. Rồi nó lại ha, à dưới cây này nữa mình có xả trợ lực nha, anh em là lớn tuổi xài cái này cũng được, chỉ cần kéo ra nó cò xả với trợ lực nè, xả đờ cò hơi bít tông này nè, nó cò mổ dưới đây nè,
xả hơi cái đèn này đó. Để nhẹ giật cho mình hơn đó. Thì mình nhích da chút xíu mình cứ kéo nắm kéo đại à. Nó không có thu gắt nha nè, xả hơi số bắp xả hơi bít tông xi lanh này rồi là nó không có thu gắt nha. Cứ nắm kéo rồi anh em, cứ nắm kéo rồi nó không có thu gắt nha. Cái này thì nó tương đối, cái này nó tương đối nó nhẹ giật chút xíu ha. Anh em là lớn lớn tuổi mình sử dụng cái này thì được ha. Không cần phải giật nặng đâu, nó giật mạnh đâu. Cứ nắm kéo rồi nó không có thu gắt nha, mình nói trước rồi, nó khả thu gắt hết rồi. Nó nhẹ thì nó giật lên nữa nổ. Rồi, mình coi lại cái giá nữa ha. 52,4 triệu rưỡi ra, nặng 11 kg ha. Mình nói lại hai cái này ha, thì giá 4,5 triệu hết, nặng 11 kg. Nhưng anh em nào muốn đổi thùng ha, thùng 26, thùng 30, thùng 23, nó có ba cái mức thùng, vậy ba nút thùng ha. Thùng cái thùng 30 á thì nó hơi bự hơn, dịch vàng lắm, phòng cần lắm, nhưng mà nó mới, nhưng mà mình lại không tính tiền gì hết nha, mình hỗ trợ anh em thôi ha. Rồi giờ cuối video thì mình cũng xin lần nữa chúc anh em ha có nhiều sức khỏe để làm được nhiều việc ha, rồi mạnh khỏe cả đã, trẻ và đẹp nữa. Rồi rồi mình sẽ cảm ơn tất cả anh em đã thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình, một lần nữa mình xin cảm ơn nha. Rồi anh em nào mà có xem video á, chưa có đăng ký kênh á, thì bấm cho mình một cái đăng ký và một cái nút like này, nút này không biết cái gì đó, nút like nút gì đó mà cũng biết thôi vậy đi. Anh em nào thì cho mình nút rồi để mình vượt, để mình chia sẻ cùng nhiều anh em xem hơn. Rồi mình xin tạm biệt anh em ha.